Chỗ này em đã xem hết một lượt rồi, ai cũng có, mỗi ông Tôn là không có. Sao cái cửa sổ này lại mở ra rồi? Cửa sổ ở phòng tài liệu là vậy, đóng cũng không đóng chặt được. Đúng là không đóng được. Tôn chính nghĩa chính là cái này. Tổng kết của ông ấy gọn gàng hơn những người khác nhiều. Trang này dài quá. Đây là lần đầu tiên ông ấy gặp vợ cháu trai nên đã viết rất nhiều. Em tìm thấy manh mối rồi. Em đã tới công ty của chị Phan hỏi được địa chỉ nhà họ, nhưng hàng xóm bảo rằng họ đã chuyển tới nhà mới rồi. Còn suốt ngày đang nhìn khoe khoang chung cư mới của họ xịn thế nào. Vậy chỗ này là nhà mới của anh Phan sao? Phóng viên Tiểu Hà, cô xem, giờ Bibi đã khỏe hơn nhiều rồi. Thật sự cảm ơn cô đã vạch trần phòng khám bất lương đó. Nếu không thì sẽ có nhiều động vật khác bị thương hơn. Bây giờ ban quản lý rất chú trọng vấn đề này. Cả khu chung cư đã lắp đặt thêm nhiều trang thiết bị hỗ trợ người khuyết tật. Cảm ơn phóng viên Hà. Có tâm thật. Đi thôi. Đi mua bánh kem xoài. Đợi khi nào Quế buồn thì cho Quế ăn. Quế thích ăn đồ ngọt. Với cả hôm trước cậu bảo tôi là nước giặt cũng hết rồi, tiện thể mua thêm cho hai người luôn. Nước giặt hiệu gì thế, mùi thơm đấy. Cậu định làm mọi chuyện cho Quế tới bao giờ? Đợi tới lúc người ta thích cậu ư? Cậu nói gì thế? Đợi tôi chán rồi tự khắc sẽ buông tay thôi. Thật thê lương. Giống như là cậu ghét ăn xoài nhất mà vẫn phải mua bánh kem xoài vậy. Thôi thôi, thôi. Ăn xong rồi hẵng đi. Cậu ăn một mình đi. Hình như là xe của anh Phan. Đi thôi. Bình ơi, từ từ thôi, từ từ thôi. Anh Phan. Không phải chứ, sao hai người tìm được tới đây vậy? Anh Phan, tôi tưởng chúng ta đã hòa giải rồi. Sao anh lại tung tin đồn thất thiệt? Cái gì vậy? Cậu rõ ràng cô nhận tiền hoa hồng của người ta. Cả cậu nữa. Ai biết được hai người chỉ muốn tiết kiệm 500 tệ chênh lệch giá mỗi tháng mà dứt khoát hại chết người ta luôn. Tôi nói cho hai người biết, hai người cấu kết với nhau. Tôi chính là hóa thân của chính nghĩa, tôi phải vạch trần hai người. Tôi chuyển nhà là vì đề phòng hai người trả thù tôi. Hai người xem, làm ở Mỹ tới tận đây, hai người có thôi đi không hả? Anh Phan, tôi hỏi thẳng, có phải có người đứng sau sai khiến anh hứa sẽ cho anh tiền không? Ngậm máu phun người. Giá nhà trung bình ở đây là 20.000 tệ, tiền thuê một tháng cũng mất 8.000 tệ. Anh lấy tiền ở đâu ra? Đó là tiền thưởng cháu tôi đạt danh hiệu nhân viên xuất sắc. Cậu có hiểu không hả? Anh ta đã từ chức khỏi công ty cũ đúng một ngày trước ngày tố cáo. Cháu từ chức rồi sao? Cháu... Tôi có tiền đấy. Tiền của tôi từ đâu ra liên quan gì đến cậu? Tôi cút. Cút ngay. Anh Phan, tôi biết có thể anh đã bị người khác lợi dụng, nhưng đợi đến lúc sự thật được phơi bày, anh nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Thay vì đợi tới lúc đó thì chỉ bằng bây giờ phối hợp với bọn tôi làm sáng tỏ sự thật. Tôi biết anh là một người thông minh, đừng làm chuyện gì khiến bản thân phải hối hận.
Anh suy nghĩ cho kỹ đi. Cháu nhận tiền của người ta thật sao? Alo. Alo sếp Tiêu. Ngày giải thể của chúng ta không khởi công được, nên viện trưởng Vương bảo muốn ký bổ sung một bản thỏa thuận miễn trách nhiệm. Ký cho anh ấy đi. Được. Anh kiên quyết giải thể vào hôm nay cũng là vì chú Tiêu sao? Sau khi bố anh qua đời, đã để lại một hợp đồng chuyển nhượng chưa hoàn tất, đó chính là Thanh Sơn. 80% điều khoản trong đó đều đã viết xong rồi. Ngày giải thể cũng là do chú ấy chốt từ trước sao? Vậy anh tiếp quản Thanh Sơn cũng là vì muốn hoàn thành mong muốn của chú sao? Không chỉ vậy, Thanh Sơn vốn là khách sạn do Đức Tụ kinh doanh, nhưng lại nhanh chóng bán ra với giá rất rẻ. Chuyện này vốn đã đáng ngờ. Bố anh mua lại một cách bí mật như vậy. Triệu Minh Hiên vừa hay tin đã lập tức chạy tới đây gây chuyện đối phó với anh. Dù là anh Phan hay là viện trưởng Vương, có lẽ đều do anh ta sai khiến. Anh ta làm như vậy chẳng qua là muốn ngăn cản anh thu mua và cải tạo Thanh Sơn. Anh cho rằng trong việc này có ẩn giấu bí mật không ai biết, nhưng anh cũng chưa tìm ra là bí mật gì, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Nếu anh lên tiếng thanh minh cho Thanh Sơn trước chứ không phải bảo vệ em, thì có lẽ hôm nay đã có thể giải thể theo đúng điều khoản trong hợp đồng rồi. Em đang quan tâm anh sao? Em chỉ là không muốn nợ anh. Tiểu Nhiên. Cảm ơn em. Nói ra hết những chuyện trong lòng như hôm nay là một việc rất khó với anh phải không? Em chỉ đang nghĩ nếu chúng ta có thể nói chuyện với nhau như thế này sớm hơn thì tốt rồi. Anh tới đây làm gì? Tiểu Nhiên, về nhà thôi. Làm gì thế? Tối nay mở rạp chiếu phim tại nhà. Xem phim gì thế? Phim bom tấn. Cậu ngồi xuống đây đi. Vĩ đã đặc biệt mua bánh kem xoài cho cậu đấy. Alo, phóng viên Hà. Có một ông họ Tôn tìm cô. Mau lên đi. Sắp xong rồi. Anh nói ai cơ? Ông Tôn ở viện dưỡng lão Thanh Sơn. Anh bảo ông ấy chờ một lát. Cậu đi đâu thế? Hai người xem trước đi, tôi ra ngoài một lát. Ơ kìa, cậu đi đâu vậy? Phóng viên Tiểu Hà. Giờ Bibi đã khỏe hơn nhiều rồi. Thật sự cảm ơn cô đã vạch trần phòng khám bất lương đó. Nếu không thì sẽ có nhiều động vật khác bị thương hơn. Phóng viên Hà. Ông Tôn. Phóng viên Hà, ông này cứ đòi gặp cô mãi. Tôi bảo mấy hôm nay cô bị đình chỉ công tác rồi, ông ấy cứ đòi đợi ở đây, nên tôi chỉ đành gọi điện cho cô. Cảm ơn anh. Cháu trai tôi tịch thu điện thoại của tôi, rồi còn chuyển nhà ngay trong đêm. Cũng không phải tôi không cảm nhận được có thể đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng cô nghĩ mà xem, tôi có thể rời khỏi viện dưỡng lão, về ở cùng cháu trai tôi, an hưởng tuổi già. Con người ta khi có chuyện tốt xảy ra thì thà hồ đổi một lần. Nên tôi mới không nói gì,
cho tới khi cô tìm tới tận nhà. Vậy giờ anh Phan có đồng ý phối hợp với bọn cháu không? Phóng viên Hà, chuyện tố cáo có thể đổi sang cho tôi không? Cháu trai tôi còn phải nuôi vợ con, sau này nếu mà bị điều tra ra, vậy thì có thể nói là do tôi tố cáo sai sự thật không? Phải chịu trách nhiệm gì thì cứ để tôi chịu. Tôi sống tới từng ngày tuổi là đủ rồi. Ông Tôn, người bị vu oan đình chỉ công tác là cháu, sao giờ lại giống như là bên ông bị ép buộc vậy? Nếu cô không đồng ý thì tôi sẽ tới tìm cậu xếp họ Tiêu đó. Ông Tôn, chuyện không phải như vậy đâu. Ông nghe cháu nói, nếu thật sự muốn giúp cháu trai ông thì cầu xin ai cũng vô ích thôi, phải dựa vào chính bản thân ông. Thế nào rồi? Anh đã cho người điều tra rồi. Ông Tôn đã trục trộm lịch sử trò chuyện của anh Phan và người đó. Người đó có lẽ chính là chủ mưu đứng sau. Sếp Tiêu, bọn tôi đã điều tra ra rồi. Người này cũng là một trong những người lan truyền tin tức doanh nghiệp bắt tay với giới truyền thông lúc đầu. Tới tìm bọn họ. Vậy để tôi gọi luật sư đi cùng. Anh đừng quên chúng ta đã hứa với ông Tôn, đợi sau khi tìm ra sự thật sẽ cho anh Phan một cơ hội. Tiểu Nhiên, anh ta hại Thanh Sơn ngừng hoạt động, hại cả cô bị đình chỉ công tác. Theo tôi thấy không việc gì phải mềm lòng với loại người vì lợi ích cá nhân mà chuyện gì cũng làm được. Ai cũng sẽ phạm sai lầm. Hơn nữa với cá nhân tôi mà nói, thì sai lầm anh ấy mắc phải cũng không đến mức không thể tha thứ. Vậy sai lầm như thế nào mới là không thể tha thứ? Chuyện viện dưỡng lão cấu kết với giới truyền thông đã có tiến triển mới nhất. Anh từ một người nổi tiếng trên mạng vì để thu hút sự chú ý tăng độ hot của bản thân đã bịa đặt thông tin sai sự thật vụ án cho phóng viên tin tức. Lúc đầu tôi nghĩ có thể lợi dụng chuyện này để tạo đề tài thu hút sự chú ý, nhất thời kích động đã làm vậy. Tại đây tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới viện dưỡng lão Thanh Sơn và phóng viên có liên quan. Tôi xin lỗi, tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm pháp lý. Cái tên này, xin lỗi nhanh thật. Chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Cập nhật tin tức mọi lúc mọi nơi. Chủ nhiệm Trương, chủ nhiệm Chu, đây là bản tường trình toàn bộ sự việc. Anh Phan đã làm sáng tỏ chuyện này rồi. Vậy bây giờ tôi có thể quay lại làm việc chưa? Cô không định truy cứu trách nhiệm của anh ta sao? Anh ta đã xin lỗi tôi rồi. Hơn nữa, để mặt ông Tôn và con anh ta, tôi bằng lòng tha thứ cho anh ta. Trải qua chuyện này, cô phải biết rút ra bài học. Là một phóng viên điều tra, cô có quá nhiều lý do để bị công kích rồi. Không được để người khác nắm được điểm yếu. Sau này tôi sẽ chú ý. Nhưng nếu vì sợ bị nắm được điểm yếu mà sợ bóng sợ gió, vậy thì sao có thể tiếp tục đưa những tin tức chính nghĩa được nữa? Đúng là phóng viên tài giỏi do cô đào tạo ra. Được, ngày mai cô đi làm lại đi. Cảm ơn chủ nhiệm Trương. Chút chuyện còn con này mà cậu cũng để xảy ra sai sót được. May là tôi đã có chuẩn bị trước. Giờ viện trưởng Vương nói thế nào? Anh ta muốn đòi thêm tiền để trả tiền vi phạm hợp đồng với Tiêu Thượng Kỳ đang ăn nói lấp lửng với chúng ta. Ăn nói lấp lửng. Vậy tìm thêm người nói cho anh ta hiểu ra. Nghiêm cấm hợp tác với Thanh Sơn. Đúng vậy. Hiệp hội Thương mại núi Đại Mang đã ra thông báo, nếu cung cấp hàng hóa cho Thanh Sơn và Quý Phong thì sẽ không bao giờ có cơ hội hợp tác với tất cả các khách sạn, cửa hàng trực thuộc của họ nữa. Lần này khó cho sếp Tiêu rồi. Cậu ấy thuộc Vân Lan ở hộ phố phải không? Đúng vậy. Nghe nói là bị đuổi khỏi đó rồi. Tôi làm ăn ở Vô Tô bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên bị dọa nạt thế này. Phản cây tay tôi không thích bị người khác quản thúc. Vậy chị định làm thế nào? Làm thế nào ư? Đối đầu với họ thôi. Lúc như thế này cần một người đại diện cho các nhà cung cấp ở Vô Tô đứng ra.
Tới đây mà không biết nhập gia tùy tục, lại còn chỉ tay năm ngón với chúng ta, như thế là không hiểu phép tắc. Đi thôi. Bạn nghĩ xem ăn món gì chưa? Hôm nay tôi khao hai người để chúc mừng được quay lại làm việc. Tiết kiệm tiền đi. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn chụp một bữa. Mẹ tôi bảo dẫn đi ăn một bữa linh đình. Tôi bảo có hẹn với hai người rồi. Vậy là bái bảo đi cùng nhau luôn. Vậy hai người đi đi. Chúng ta hẹn hôm khác. Đi cùng luôn đi. Đúng thật là. Đi cùng đi. Cậu không phải ngại đâu. Chị Tây Tây thường xuyên mời bọn tôi đi ăn uống lắm phải không? Đúng vậy. Đi thôi. Đi nào. Không sao đâu. Cậu để ý cái gì? Đúng thật là. Người quen cả mà. Sếp Tiêu thấy sao? Có ưng cái nào không? Những thương hiệu này đa phần đều là thương hiệu hàng đầu trong nước. Nó có thiết kế đẹp, tính năng tốt. Quan trọng nhất là nhận được đánh giá rất cao trên các trang mạng. Cái này tôi từng dùng rồi, đúng là không tệ. Rất phù hợp với tiêu chuẩn của bọn tôi. Vậy thì tốt quá rồi. Tôi nói rồi mà, đến Ngô Tô thì không có chuyện gì chị Tây Tây tôi không lo được hết. Mấy thủ đoạn của Hiệp hội Thương mại Núi Đại mang đó thật sự khiến tôi chướng mắt. Cậu yên tâm, sau này nếu gặp khó khăn gì thì cứ tới tìm tôi đầu tiên. Cảm ơn. Mẹ, đến rồi à? Sao anh ta lại ở đây? Con nói gì thế? Sếp Tiêu là khách quý mẹ mời tới. Hơn nữa, đám trẻ các con đi với nhau không phải cũng tốt sao? Đây là... Cháu chào cô. Chào cháu. Mẹ, đây là Tiểu Nhiên mà con hay nhắc đến với mẹ. Cháu chính là Tiểu Nhiên sao? Tiểu Vĩ nhà này thường xuyên nhắc tới cháu. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được rồi. Huệ Huệ, hai đứa sống chung phải không? Vâng, cảm ơn nhé. Đã giúp cô chăm sóc Huệ Huệ. Không đâu, bọn cháu chăm sóc lẫn nhau thôi. Trùng hợp thật đấy. Hai người quen nhau sao? Bọn tôi thân lắm. Tôi thấy là giả vờ thân thiết thì đúng hơn. Tiểu Nhiên, chúng ta ngồi đây. Cảm ơn. Nào, sếp Tiêu, mời ngồi. Được. Tôi thích nhất là ở chung với những người trẻ tuổi như thế này. Tiểu Nhiên, thật ra cô muốn gặp cháu từ lâu rồi. Cháu là người hỗ phố phải không? Ở đây lạ nước lạ cái, sau này có cần gì thì cứ tới tìm cô. Cháu cảm ơn cô. Gọi cô làm gì nữa? Gọi là chị Tây Tây nhé. Bọn tôi đều gọi là chị Tây Tây. Ngoan nào. Chị Tây Tây, thật ra không cần đâu ạ. Em đã sống ở Ngô Tô mấy năm rồi, mọi thứ đều quen rồi ạ. Em không cần phải khách sáo với chị. Châm ngôn sống của nhà chị là thêm một người bạn là thêm một con đường. Sau này chị Tây Tây chính là con đường cho em đi. Nào. Em cảm ơn. Sếp Tiêu, tôi nói cậu nghe, làm ăn kinh doanh, họa phúc khôn lường. Không ai biết chuyện xảy tới là tốt hay xấu phải không? Theo tôi thấy chúng ta có thể không cần những nhà cung cấp lâu đời, hoàn toàn có thể bản địa hóa, vẫn có thể phát triển lớn mạnh được. Chị nói đúng. Sau này, chúng ta hợp tác, nhớ dẫn theo cả con trai tôi nữa. Được thôi, không cần đâu mẹ. Con không có nhu cầu. Thằng nhóc này nói cái gì thế? Con trai tôi không biết khiêm tốn, nhưng mà ở cái vùng nhỏ bé này, làm chút chuyện gì đó rất dễ nổi trội hơn người, nên là nó dễ đắc ý lắm. Nhưng mà nó cũng có nhiều bằng khen lắm, đặc biệt là mấy cái môn như là bơi lội, bóng đá, khúc côn cầu. Đúng rồi, đặc biệt là bóng rổ, nó chơi rất giỏi, có nhiều fan nữ lắm. Em biết không Tiểu Nhiên? Giấu tài ghê nhỉ. Lúc chơi bóng rổ nó đẹp trai lắm. Nghe bảo em cũng thích vận động. Hình như bên ngoài có một sân bóng rổ. Lát nữa ăn xong mấy đứa ra chơi thử xem. Không cần đâu, em không biết chơi lắm. Chị, ăn cơm xong đừng chơi bóng, không tốt cho dạ dày đâu. Sếp Tiêu, muốn thử không? Thượng
Kỳ biết chơi cả bóng rổ. Sau khi tốt nghiệp là không thấy anh ấy chơi nữa. Hôm nay không biết bị cái gì nữa.